Úi giời, gần được. Hello, xin chào, mình lại quay trở lại đây. Hôm nay ấy, là một điều vô cùng tuyệt vời đối với chính bản thân mình. Bởi vì mùa đông hình như đã về hay sao, ngoài trời lạnh vãi chưởng, mình rất thích trời lạnh. Có ai thích trời lạnh như mình không? Mình thì vô cùng yêu trời lạnh. Và đặc biệt là khi trời lạnh kéo về ấy, tự nhiên mình nhớ đến hồi bé mình hay được xem Harry Potter vào mùa đông. Anh em có thấy không? Mùa đông xem Harry Potter chùm chăn các kiểu sướng cực. Và đặc biệt là mình nhớ đến một điều, đó chính là cái đũa thần của Harry Potter đấy. Và mình đã có một cái ý tưởng để trưng con lợn mi bằng cái đũa thần đấy luôn. Đâu, đũa thần đâu rồi? Đũa thần đâu rồi? Đây, đũa thần đây. Và bây giờ mình sẽ đợi con lợn mi về và bắt đầu cái màn trồn này. Ok, let's go, đi thôi. Đây, đây chính là đá cụ để tí nữa mình sẽ trồn con lợn mi. Đấy. Các bạn đoán được đây là cái gì không? Các bạn nhìn qua là biết đúng không? Ok. Em, trời ơi. Mày lại giở trò đấy. Nhanh nhanh vào đây. Anh ngồi đây anh chờ em về. Mãi mới thấy em về đấy. Anh không. Mày lại đi kiểu gì đâu, tao nghi ngờ. Anh lần này anh có một trò chơi. Thôi, cái trò chơi nghe quen lắm. Không thể, lần này anh không sẽ không trói tay có trói chân gì em cả. Thề luôn. Em ngày xưa em có thích xem Harry Potter không? Có. Em có ước mơ được trở thành Harry Potter không? Không, em chỉ thích có đũa thần thôi. Đũa thần. Thì hôm nay anh sẽ cho em có đũa thần luôn, anh thực hiện ước nguyện cho em là gì nữa? Không tin. Chưa. Đây đây anh bảo nhá, đây trò chơi anh sẽ giới thiệu trò chơi cho em. Ừ. Bây giờ nhá em, bịt mắt rồi. Đấy. Bịt mắt chứ không trói chân trói tay gì cả. Chỉ bịt mắt thôi. Sao làm gì nữa? Bịt mắt. Xong rồi á. Em sẽ cầm đũa thần đấy. Cái này là mày gọi là đũa thần à? Đây là đũa cả. Ok. Nhưng mà nó dài này là gọi là thần rồi. Cứ dài là thần rồi. Cứ dài hơn đũa ăn bình thường là thần rồi. Ok, bây giờ nha, em sẽ cầm cái này. Em bịt mắt. Rồi, em sẽ chọc vào cái lỗ này. Chọc vào đây à? Em thử chọc thử xem. Đấy. Đó, phần thưởng em biết phần thưởng là gì không? Là gì? Em muốn phần thưởng là gì? Thế lại còn phải đó. Anh sẽ thưởng 200.000 nhé. Thế thôi á? Thế thôi. Hay là thưởng một cái thẻ tín dụng tiêu một ngày. Nhưng trong thẻ bao nhiêu tiền? Trong thẻ còn có mấy chục. Mấy chục củ, được chưa? Đâu? Đây. Sao vậy? Đưa ai tao cầm trước. Tao nghi ngờ mày lắm. Mày hay chơi bẩn lắm. Nhưng mà em phải thắng thì em mới được. Thì cứ cầm sẵn. Được. Ok. Nhít cặp quần. Chơi không? Chắc chắn không? Chơi sợ gì? Đâu, đút thử đi. Đút thử đấy, em chỉ được đứng. Đấy, tầm đấy. Cứ chọc chúng là được gì? Ừ. Đấy, nhưng mà lúc bịt mắt nó sẽ khó hơn nhiều. Em thử nhắm mắt nha. Đấy, vào á. Sợ đơn giản. Được, ok, đơn giản thế, được. Bịt mắt đã. Này, bịt đi. Anh cầm cho em cái đũa thần à? Ừ. Bịt chặt đấy, em đừng có tí hí ấy. Tao thèm chơi cho bẩn như mày. Tao không bao giờ, tao là con người trong sạch. Không bao giờ chơi bẩn. Chặt chưa? Dạ rồi. Chặt chưa? Chắc không? Chắc. Đây là số mấy? Là đũa thần ra đây. Số mấy đây? Là đũa thần đây. Đây, đũa thần đây. Được chưa? Nhưng em phải chỉ hướng lên chứ. Hướng ra đây, đây, hướng thẳng. Thẳng bên nào? Đây. Đây đi. Đấy, thẳng chưa? Nhưng mà cho anh thử một cái đã chứ. Thử nhá. Được, thử đi. Đâu, ở đâu? Trước mặt. Đây. Đấy, thẳng, chọc. Đấy, gần trúng rồi. Có đấy. Chưa, trúng rồi. Đấy, như thế là sẽ có thẻ để dùng đấy. Ok. Ok chưa? Ok. Nhưng mà như này hơi gần, lùi ra một tí. Thế này tôi không tập tới. Một tí thôi. Em lùi, em gần quá, làm sao ai chơi được. Thế này xa quá. Xa em phải nhún cả người nữa chứ. Được rồi, được rồi. Được chưa? Ok. Đúng tầm chưa? Đúng tầm rồi. Ok. Chưa? Bắt đầu chưa? Sẽ bắt đầu chưa? À, sẵn sàng chưa? Chưa rồi anh không sẵn. Nào, chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhìn em đi đấu kiếm rồi. Tại vì em chưa tìm được cái lỗ đâu cả. Chơi đúng không? Đúng không? Gần đúng rồi. Anh phải chỉ cho em. Gần đúng. Thắng. gần được rồi, cố lên. Gần được rồi, trượt rồi. Ở đâu?
Trước mặt, ngay trước mặt đấy, nhưng mà em hơi xa rồi, gần tí nữa. Gần tí nữa. Ừ, đấy. Được chưa? Sao em bước lệch rồi? Lệch bên nào? Em phải xoay sang bên phải một tí. Bên này á? À, bên trái, nhầm. Bên này á? Ừ, đấy, đúng rồi. Đâu bên nào? Mệt quá. Sợ em chọc phải chọc thẳng chứ, em như kiểu chém người ta. Em nghĩ em chẳng thấy cái đó nó ở bên nào mà. Mày mà thấy thì tao đố mày làm cái gì. Gần đường cố lên. Em đi hơi quá rồi, lùi lại một tí. Em đi hơi xa rồi. Yeah. Ừ. Được chưa? Được rồi. Đâu nè. Cố lên. Anh ơi, anh phải chỉ cho em. Lại trượt rồi. Mỏi á? Mỏi ở tay. Gần đường rồi, trượt. Lên. Ừ. Không thấy. Chết rồi, mất vị trí rồi. Để anh chỉnh lại vị trí cho. Ừ. Đây. Đúng rồi. Ủa, tại sao vậy? Em vừa di chuyển mấy bước rồi nó sai vị trí rồi. Nó sai hẳn như này á? Ừ. Thế cơ á? Ừ. Tiếp, thẳng lên một tí. Đúng rồi. Thế này á? Ừ, gần trúng lỗ rồi. Thấy không? Gần trúng rồi, cố lên. Chọc thì chọc vừa chứ chọc thì mạnh thế. Chẳng thấy đâu cả. Đâu này. Em chẳng thấy đâu cả. Anh ạ. Ừ? Em chẳng thấy đâu cả. Em đã tới nó đâu mà ngoáy ngoáy cái gì. Thế à? Ừ. Được chưa? Tao chỉ cho mày hơi nhiều rồi đấy. Thì bây giờ em không nhìn thấy gì là anh phải chỉ điểm. Tao chỉ khác thì tao chỉ cho mày lấy tiền của tao. Gần được rồi, cố lên. Chẳng thấy đâu. Gần được rồi. Em đi cứ hơi quá rồi, lùi lại một tí. Sao nó khó đấy. Lùi lại. Nãy dễ lắm rồi nhỉ. Nãy dễ thì bây giờ là sao mà dễ được nữa. Thế anh có thể ra xa hơn được đấy. Không, anh cứ giờ anh có động gì vào đâu, anh đứng ở ngoài mà. Em chọc lệch lên trên rồi, em phải thẳng cái tay vào. Nói chết được. Nói tiền như cái gì đâu mà dễ lấy được vậy. Được chưa? Được chưa anh ơi? Gần được rồi. Chẳng thấy gì. Chọc thì chọc chứ đừng cứ ngoáy, em cứ ngoáy ngoáy cái gì. Đây vì em chẳng biết nó ở đâu cả. Đây để anh chỉnh cho. Anh thẳng lùi lại tí xem là vài tiếng được hơi nhiều đấy. Hạ thấp trọng tâm xuống. Đúng rồi. Ừ. Đấy, thẳng đấy, em lật tay là trượt đấy. Ừ. Em lật tay là trượt rồi, anh không chỉnh cho em nữa đâu. Khó đấy, trượt. Em mỏi hết cả cánh rồi. Mỏi hết cả cánh à? Ừ. Được chưa? Lấy đập tiền nó có dễ đâu em. Em chọc nhé. Em chọc hay không là việc của em chứ. Lấy xuống một tí thôi. Thẳng anh cũng bảo thẳng mất vị trí bây giờ. Đây đúng không? Ừ. Hơi cao rồi. Đúng không? Em mỏi vãi chưa? Chưa thôi. Rồi. Đấy em lại làm mất vị trí rồi, anh căn cho em mãi được. Lại. Nhưng mà nó cứ khó. Đây. Đấy. Đúng rồi, gần được rồi. Méo rồi, thẳng đi. Đấy, đúng rồi. Bắt chung. Hạ trọng tâm xuống. Đúng rồi. Được đấy. Gần được rồi đấy. Đúng rồi. Ừ. Ngã bây giờ. Đừng mất vị trí giờ, đừng đi chuyển tay nhiều quá. Lệch rồi, lệch lên trên rồi, em đừng hạ tay nữa. Đấy lại mất vị trí rồi. Đấy em. Khó thế. Em tự căn lại đi. Em có muốn lấy tiền không? Nhưng mà khó lắm. Khó mà chẳng phải chơi. Một khi đã chơi là phải chơi hết mình. Anh cho em thử thử một cái được không? Thử cái gì? Thử xem nó ở đâu. Nếu mà thử thì mày đã thắng rồi. Em là chọc trúng được. Trúng được chứ sao trúng được? À, chọc đi. Đâu? Đấy, chúng có kia con gì đó. Ừ, đây. Đấy, nào lại. Mãi không được. Nào lại nha. Nào. Đấy, anh không chỉ nữa rồi nhá. Okay. Lần này là không chỉ rồi đấy. Ok. Bắt đầu đi. Tay vừa chọc được không? Tư thế gì vậy em? Tại vì mỏi tay đó. Nào, cố lên. Anh đã cho em chỉ như thế rồi đấy. Lệch lên trên rồi.
em lệch rồi, cắt lại tí đấy, thật đúng rồi. Ui giời, gần được. Sao thế à? Hai tay. Chẳng ơi. Cố lên gần được rồi, em phải học được tính kiên trì. Em ngỏ hết cả hai vai. Em có muốn lấy tiền không? Có. Đúng chưa? Đúng rồi. Xuống tấn nữa, gần hơi cao rồi, đúng rồi. Em ngỏ hết cả cánh rồi. Ngỏ hết cả cánh rồi cơ. Sao em kém vậy? Tiền mà không lấy được. Em sẽ cúi mốt lần cuối. Lần này mà không được thì thôi. Thôi thì thôi. Anh chỉ cho em đi. Lên trên. Được chưa? Được rồi. Nào. Đâu rồi? Không thấy. Không thấy sao? Sao em cục xúc ấy? Cười. Anh em thấy anh đi ở con tự kỷ. Cười. Nhưng mà tao nói cho mày biết nhá, tao tịch thu cái thẻ của mày nhá. Trời ơi. Mày nghĩ vào đây rồi. Mày gọi mày lấy đi. Em ngu thì em chết thôi. Tao vẫn được tiền. À, chó này. Bye. Thôi. Được rồi, mày đừng hòng, mày rủ tao chơi trò gì nhá. Mày đừng hòng. Mày đừng hòng nhá. Đấy, anh em thấy cái trò chơi này hay không? Đấy, rất đơn giản. Anh em thấy hay thì nhớ like và subscribe HM Channel nhá. Thank you. HM Channel, đọc là HM Channel. Đốt còn thích thể hiện chết mày chưa?